Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Louis. Thì có lẽ là các bạn đang ngạc nhiên rằng là không thấy mình đâu đúng không? Thì cái nội dung mà hôm nay mình chia sẻ thì có lẽ là nó không liên quan tới cái bản mặt mình lắm. Nên là mình làm biếng mình set hai góc máy quá nên thôi mình set một góc máy thôi để tiện cho cái nội dung video ngày hôm nay hơn. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là cái cách làm sao mà để lựa chọn kiểm tra check một cái chiếc máy ảnh cũ đã qua sử dụng rồi thì nó sẽ như thế nào để tránh những cái tình trạng mà mua nhầm những cái máy mà nó kém chất lượng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cái vấn đề là cái cách thức mình kiểm tra máy, mình check cái máy cũ, cái tình trạng máy cũ như thế nào, nó còn hoạt động tốt hay là không. Thì đầu tiên mình cũng xin nói luôn nha là mình không phải là dân buôn máy ảnh nên có thể rằng những cái cách mà mình chia sẻ nó không phải là nó hoàn hảo nhất, nhưng mà hy vọng rằng là một phần nào đó sẽ giúp ích được cho các bạn tránh cái việc các bạn bị mua lầm hơn. Ok, bắt đầu thôi. Thì trước mắt các bạn đây là một cái con Canon 6D Mark II của mình ha. Đây cái con mình đang sử dụng đây. Đó. Thì đầu tiên là mình muốn nói với các bạn luôn là cho dù các bạn lựa chọn mua ở đâu, mua của ai, kể cả mua trong shop, mua của người thân, mua của bạn bè hay mua của người lạ gì thì các bạn bắt buộc các bạn phải kiểm tra hết nha. Chứ không phải là một số người rằng là ngại cái chuyện mà các bạn mua từ người thân á, người quen, anh đó xài kỹ như thế này như thế kia. Nên là các bạn ngại cái việc mà các bạn kiểm tra, sợ rằng là mình kiểm tra kỹ quá làm người ta buồn hay là mất lòng. Thì mình xin thưa với các bạn rằng là cái việc mà các bạn không kiểm tra lúc các bạn bỏ tiền ra các bạn mua về rồi á, sau đó các bạn bắt đầu mới phát sinh ra lỗi á, thì những cái điều đó nó mới là cái vấn đề mà khiến cho các bạn trở nên mất lòng. Tiền là của các bạn, uy tín là của người ta, nên là cái việc kiểm tra là hoàn toàn cần thiết. Cho dù bạn mua của bất kỳ ai, các bạn bỏ tiền ra vài 300 ngàn, các bạn mua cái áo trong một cái shop cửa hàng nào đó thì các bạn cũng phải kiểm tra từng đường may kẻ chỉ của nó mà. Huống hồ chi là các bạn bỏ ra một cái số tiền từ vài triệu cho tới vài chục triệu để mua một cái chiếc máy ảnh thì tại sao các bạn lại ngại từ 5 tới 10 phút để các bạn kiểm tra tình trạng của nó. Lần nữa mình nhắc lại ha, các bạn luôn luôn phải kiểm tra. Cái mà bạn sẽ kiểm tra đầu tiên đó chính là tình trạng bên ngoài của máy. Đây, đây là một chiếc máy của mình. Mình đã đeo bao cao su cho nó rồi từ lúc mới mua rồi. Đó. Tuy là có bao thì nó sẽ không có sướng, nhưng mà thôi vì an toàn mà, tương lai con em chúng ta nên là mình quyết định mình sử dụng bao. Thì đây là cái bao bao phép thôi, nó không phải là cái bao chính hãng ha. Cái bao cao su này nè, đấy. Cái bao chính hãng thì nó sẽ có một cái lớp ở đây nữa, cái phần đế nữa sẽ bảo vệ được cái phần đít máy. Còn cái bao phép này á thì nó đâu có 350 thôi nên nó không có cái phần này. Do lúc đó là mình nhà nghèo ba má đông mà nên là quyết định mua cái đồ phép để xài đỡ. Nhưng mà tuy nhiên á là mình có sử dụng một cái applet đấy, cái này nè, nên là vô tình nó bảo vệ được cái phần đít máy của mình. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng cái bao phách như thế này nè mà nó không có gì hết thì sẽ rất là dễ bị trầy cái phần đít máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lột cái bao cao su này ra xem cái tình trạng bên trong nó sẽ như thế nào. Đấy các bạn banh ra mà lột ra thôi đấy, nó tách ra bẻ ngược lột ra đấy. Bây giờ đấy, lột ra nha, này cái bao này đó, quăng qua một bên đây, cái máy đây đó. Do là mình xài bao cao su từ lúc mới mua về luôn nên là nó rất là mới, sờ cái cảm giác rất là đã luôn ha. Đấy, nói chung là phê, cực phê đó. Thì cái việc mà kiểm tra tình trạng của máy á, thì các bạn xem tất cả các góc cạnh của máy nó có bị rơi rớt, móp, sức mẻ hay cái gì không. Các bạn phải kiểm tra hết ha, từ cái góc cạnh của nó. Tất nhiên là họ sẽ có tình trạng tân trang cái máy lại, nhưng mà rồi cái chuyện mà bề ngoài nó sẽ không có quan trọng đâu. Các bạn cứ cần kiểm tra sơ sơ là được rồi. Kiểm tra sẽ có bị sức mẻ gì không đó, cái lớp da nó còn sần hay là không. Cảm giác này là cảm giác rất là mới, rất là đã nè. Sau khi mà các bạn đã kiểm tra xong cái tình trạng bên ngoài của máy rồi thì cái việc kế tiếp đó chính là các bạn kiểm tra các nút điều khiển của máy nó còn hoạt động bình thường hay là không. Đầu tiên thì bạn chỉ việc là bật cái máy lên thôi đó. Rồi các bạn sẽ nhấn lần lượt tất cả các nút để xem nó còn hiển thị, nó còn hoạt động hay không thôi. Dù nhấn menu nè, đấy, vẫn còn hoạt động tốt nè. Nút qua phím qua lại nè, lên xuống các kiểu nè, đấy, vẫn còn hoạt động tốt. Vòng xoay vẫn còn hoạt động nè, vòng xoay phía trên, tất cả các nút các bạn đều phải kiểm tra hết nha. Đó, vẫn còn hoạt động không? Còn hoạt động là được. Rồi, nhấn nút info nè, đấy, vẫn còn hoạt động nè. Phím quy nè, vẫn hoạt động. Phím xem ảnh nè, đó, vẫn còn hoạt động luôn. Rồi phím chuyển qua màn hình live view nè, đó,
vẫn còn hoạt động nè. Đó, các bạn phải kiểm tra hết tất cả các nút nha. Tất cả các nút, ví dụ như tất cả các nút phụ trên đây nữa các bạn cũng phải kiểm tra. Nè, phím đèn nè, đó có hoạt động nè. Phím đo sáng nè, ISO nè. Bây giờ các bạn phải kiểm tra hết tất cả các nút nha các bạn, để xem là tất cả các phím điều khiển nó có hoạt động bình thường hay là không. Đó là cái vấn đề thứ hai. Kế tiếp, cái vấn đề thứ ba đó chính là các bạn kiểm tra cái phần màn trạch. Màn trạch của máy nó có bị kẹt, nó có hoạt động bình thường hay là không. Rồi, ok ha, bây giờ mình sẽ để kiểm tra cái tiếng màn trạch xem như thế nào. Rồi, đây mình sẽ chụp thử. Đấy, đó, thì nó vẫn hoạt động bình thường. Lưu ý cái phần màn trạch này các bạn phải kiểm tra luôn cả phần chụp bằng viewfinder và lần bằng live view luôn. Bây giờ mình sẽ chụp bằng live view ha. Đấy, đó, nó có hoạt động bình thường hay là không, nó bị kẹt màn trạch hay không. Nếu mà nó hoạt động rất là bình thường á thì ok, màn trạch ổn. Cái kế tiếp sẽ dành cho những bạn nào mà mua những cái hàng xài lướt, tức là hàng xài còn rất là mới, gọi như lay new đấy. Thì các bạn nếu mà nó còn bảo hành chính hãng thì các bạn cần phải kiểm tra xem cái thẻ bảo hành, cái phiếu bảo hành đó nó có đúng xác thực hay là không. Ví dụ như đây là hàng Canon đi, mình sẽ có một cái phiếu bảo hành đó chính là của hàng Leomin. Đó, thì ở đằng sau cái phiếu bảo hành, cái thẻ bảo hành của nó sẽ có cái ngày bảo hành, cái ngày hết hạn bảo hành là các bạn thấy không, nó xem là có đúng chính xác hay không. Và kế tiếp đó là cái số series của máy, các bạn có thấy số series không. Rồi mình sẽ kiểm tra xem cái số series này có trùng khớp lên trên cái thân máy hay là không, chứ không thôi là cái thẻ bảo hành là của một cái máy khác mà các bạn mua cái body nó lại là của một cái máy khác thì là chất quốc luôn ha. Nè các bạn lưu ý ha, cái số này em mình sẽ cầm cái máy cho các bạn xem nha. Hãng nào thì nó cũng sẽ gần dần giống như nhau thôi, các bạn sẽ kiểm tra tương tự. Đây, đó, các bạn thấy không, cái dòng số dưới này nè, nó có trùng với cái dòng số phía trên này không. Nếu mà nó trùng á thì chứng tỏ là cái thẻ bảo hành này là của cái máy này. Thì các bạn sẽ kiểm tra cái date, tức là cái hạn thời hạn bảo hành cuối cùng là bao nhiêu. Nếu đúng ok như cái lời mà của người ta giới thiệu á thì đây là hàng xài lướt. Nãy giờ chắc là một số bạn sẽ đang thắc mắc rằng là tại sao mình không có đề cập tới vấn đề là số sót của một cái máy, đúng không. Thì mình nói thẳng luôn với các bạn luôn là số sót thật sự là nó không quan trọng. Thứ nhất là số sót nó không phản ánh được bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Giống như là cái số km mà bạn đi trên chiếc xe máy vậy ạ. Những cái đó nó hoàn toàn nó có thể tua được các bạn. Nó có thể reset sót, tua sót lại hoàn toàn bình thường được hết. Nên các bạn mà chỉ trông đợi vào cái số sót đó hoàn toàn là sẽ không chính xác. Ngoài ra một cái máy ảnh mà nó còn ngon hay không á, nó không phụ thuộc vào số sót, mà phụ thuộc vào cái cách sử dụng và cách bảo quản của cái người ta khi sử dụng. Đối với những người mà họ không có chụp bao nhiêu hết, họ mua về thậm chí là chụp chỉ có vài trăm sót hay 1000 sót đi, nhưng mà họ không bảo quản, họ không chấm ẩm, họ quăng quật lung tung, không có bảo quản thiết bị, thì cái máy nó còn sẽ tệ hơn những cái máy mà họ chụp vài ngàn sót, thậm chí là 10000 sót, mười mấy ngàn sót, nhưng mà họ bảo quản rất là kỹ thì máy vẫn hoạt động rất là ngon. Và kế tiếp đây chính là cái phần quan trọng nhất, đó chính là trái tim của một chiếc máy ảnh, sensor. Hồi nãy mình nói rằng á, cái bề ngoài họ có thể họ tân trang, họ sơn lại, họ ốp da lại, họ dán da lại vân vân, nhưng mà họ không thể nào họ tân trang được cái sensor, cái trái tim của trong chiếc máy ảnh này. Nên đây là cái phần quan trọng nhất của các bạn bắt buộc phải kiểm tra. Một chiếc máy ảnh có sensor tốt, mặc dù thì ngoại hình nó xấu thì nó vẫn ok hơn là một chiếc máy ảnh ngoại hình cực kỳ đẹp nhưng mà sensor thì lại tệ. Nên lưu ý ha, sensor là một phần quan trọng nhất trong một chiếc máy ảnh. Thì cách kiểm tra sensor á, mình sẽ có hai phần kiểm tra, một là kiểm tra cái điểm chết trong sensor và cái thứ hai đó là kiểm tra vết ố, vết mốc của sensor. Rồi, về cái cách kiểm tra đầu tiên, bạn sẽ bật máy lên. Kiểm tra đầu tiên thì các bạn sẽ tháo len ra ha, bạn chỉ đóng cái nắp máy ảnh này thôi, không gắn len. Bạn sẽ bật máy lên. Bạn chỉnh về cái chế độ M để mình xét cái thông số ha. Đầu tiên á, bạn vô menu, bạn tắt cái chế độ khử noi của máy ảnh đi. Nhớ nha, lưu ý nha, bắt buộc các bạn phải tắt chế độ khử noi của máy ảnh đi. Rồi rồi, đây, off nha. Tại vì khi các bạn mà để on hay là auto gì đó, nó bật chế độ khử noi lên thì nó sẽ khử sạch hết tất cả các điểm vết của sensor luôn. Thì các bạn sẽ kiểm tra gần như là vô nghĩa. Off nè, rồi. Thì đầu tiên đối một chiếc máy ảnh thì bạn phải khởi động làm nóng lên. Thì cái thông số khởi động rất là đơn giản, bạn trả về cái tốc cao nhất có thể ha, ở đây là 30 giây. Rồi, ISO của mình ở đây là chắc chắn không có khẩu nha, tại vì mình đã tháo len rồi thì làm gì có khẩu đâu. ISO bạn sẽ để khoảng tầm 6400 hoặc là 12800 gì cũng được. Đó, rồi các bạn bấm chụp. Đây là khởi động làm nóng cái sensor lên thôi. Kết quả này mình sẽ không lấy. Đó, máy đang chụp đây. 30 giây, máy sẽ phơi trong vòng 30 giây để nó làm nóng cái sensor lên. Rồi, ok, sau khi mà máy nó đã khởi động xong làm nóng sensor rồi thì bây giờ bắt đầu là cái kết quả test chính thức. Đây, thông số cũng tương đối là sẽ rất là dễ nhớ, đó là ISO 200.
Tại vì các bạn để ISO cao quá thì nó sẽ bị noise chứ nó không phải là điểm chết nữa. Ok, ISO 200 nha. Rồi, tốc là 20 giây. 20, 200. Rồi, các bạn sẽ bấm chụp. Đây là kết quả mà mình sẽ lấy chính thức để mình kiểm tra xem điểm chết của sensor sẽ như thế nào. Đây là một phần rất là quan trọng nha các bạn. Đây, sau khi mà máy chụp xong thì các bạn vô cho cái phần xem ảnh nha. Các bạn xem lại cái tấm ảnh đó. Bấm cái nút info lên để xem thông tin tấm ảnh nè. Các bạn thấy không? Tấm ảnh trước khởi động nè, 30 giây và 6400, ISO 6400. Đây là tấm ảnh khởi động. Tấm ảnh mình sẽ kiểm tra là 20 giây và ISO 200. Thì các bạn muốn kiểm tra điểm chết thì các bạn phải zoom lớn hết cỡ cái tấm ảnh này lên. Zoom lớn lên nha. Đó, zoom lớn hết cỡ lên. Càng lớn thì càng tốt, các bạn sẽ xem hết tất cả các điểm ảnh. Các bạn rê cái điểm zoom của bạn đi, xem hết tất cả điểm ảnh luôn. Thì xem cái sensor của bạn nó sẽ tốt hay không. Nếu mà những cái sensor mà có những cái điểm chấm á thì nó sẽ là không tốt. Những cái điểm chấm đỏ là điểm dead pixel, còn những cái điểm chấm xanh hoặc là chấm trắng á thì nó sẽ là hot pixel, tức là đó là những cái điểm mà nó sensor đó bạn, nó đang bị thiệt hại, nó đang bị hao mòn đi. Đây là cách mà các bạn kiểm tra. Các bạn rê càng kỹ thì càng tốt ha. Thì do cái máy này của mình xài tương đối khá là kỹ nên gần như là sẽ không thấy đâu. Hôm qua bữa trước mình có check thử đâu á, chỉ có một vài điểm mà 1-2-3 điểm gì à. Thì càng nhiều điểm thì chứng tỏ cái độ hao mòn sensor của bạn càng cao. Và một cái máy vậy thì ở đây bao nhiêu điểm thì sẽ còn sử dụng được, tức là khả thi khi sử dụng thôi, chứ máy nào bao nhiêu điểm nó vẫn sử dụng được hết các bạn. Trong một cái cảm biến máy ảnh full frame á thì nó lên tới là vài chục triệu điểm ảnh luôn, nên nó không quá quan trọng trong cái việc mà có vài điểm chết. Tuy nhiên á là nếu mà cái sensor của bạn quá nhiều điểm chết, các bạn xài, nếu mà các bạn dùng để xài nha, thì nó không có ảnh hưởng đâu. Nó chỉ tốn công khi các bạn xử lý hậu kỳ thôi, các bạn phải xóa cái điểm chết đó đi. Nhưng mà nếu khi các bạn muốn bán lại chiếc máy ảnh này thì nó hoàn toàn nó rớt giá rất là nhiều, tại vì người mua lần sau họ cũng sẽ chết y chang vậy thôi. Và cái sensor đó chính là trái tim của máy ảnh rồi, nên nếu nó bị thiệt hại quá nhiều thì gần như là chiếc máy ảnh của bạn nó sẽ rớt giá rất là cao. Thì đối với một chiếc máy ảnh mà mình nghĩ cái số điểm chết mà nó còn sử dụng được á, nghĩa là còn ổn để mà các bạn lựa chọn, các bạn mua á, thì ở đâu đó dao động từ 30-40 điểm trở xuống thôi, 30-40 điểm chết trở xuống thôi, trên vài triệu điểm ảnh á. Còn nếu mà nó quá nhiều hơn thì mình nghĩ các bạn là nên cân nhắc cái việc mua nó ha. Đối với các bạn hành nghề thì ok, không gì để bàn. Nếu các bạn cần để gọi là hồi vốn nhanh thì các bạn hoàn toàn có thể mua những cái máy điểm chết nó cao, nhưng mà cái đó tùy theo sự lựa chọn của bạn. Còn đối với những người mới thì mình khuyên là không nên, các bạn nên chọn những cái máy nào nó ít điểm chết một tí để giúp cho cái quá trình sử dụng của các bạn nó an toàn hơn. Rồi, cũng sẽ có một số người hỏi mình rằng là vậy có phải là quay phim hay là phơi sáng nhiều thì cái sensor sẽ bị hại, nó sẽ bị điểm chết nhiều hay không? Thì mình trả lời luôn, lý thuyết nó là như vậy. Tuy nhiên thực tế thì bạn đừng bao giờ bạn tin rằng hay bạn nghe theo những cái lời người ta nói máy anh không quay phim hay là máy anh chụp chỉ chụp không quay không phơi vân vân. Những cái đó chỉ là lời nói, mà có thể cho dù là họ quay hay là họ chụp họ phơi gì nữa không cần biết. Bạn quan trọng là kết quả thực tế, mắt bạn nhìn, tay bạn test cái sensor đó còn tốt hay là không mà được rồi. Các bạn đừng quan trọng cái chuyện quá trình họ sử dụng là họ có quay hay không. Tại vì đồ điện tử mà, mình đâu có nào biết, mình không biết chính xác được 100% đâu. Đôi khi là họ vẫn quay á, vẫn quay sầm luôn á, nhưng mà sensor còn tốt. Còn đối với một cái máy mà giờ họ không quay gì hết nhưng mà sensor nó tệ, bạn thử ra tệ thì giờ bạn chọn cái nào? Còn mình chỉ tin vào những gì mình test, những gì mắt mình thấy, tay mình cảm nhận, thì mình sẽ chọn cái đó. Và bây giờ là tới cái bước mà bạn sẽ kiểm tra cái vết ố, cái mốc của sensor ha. Thì việc cái mà bạn cần chuẩn bị đó chính là một cái tờ giấy A4 trắng. Một cái tờ giấy trắng như thế này nè, hoàn toàn không có vết bẩn gì hết ha. Đó, trắng hoàn toàn luôn, để các bạn kiểm tra có một kết quả khách quan nhất. Thì bây giờ khi các bạn kiểm tra, các bạn cần phải có lens. Lấy bất kỳ một cái lens nào cũng được ha, ráp vô được, chụp được là được. Các bạn có thể mượn lens của chỗ bán, hoặc là các bạn cầm theo một cái lens bất kỳ ha. Rồi, thì có một cái lens rồi, các bạn bật máy lên và các bạn chụp xuống cái tờ giấy trắng này. Lưu ý nha, các bạn chụp hết full hết toàn bộ cái khung ảnh bằng cái tờ giấy trắng này luôn ha. Chụp full hoàn toàn luôn nha bạn. Mình chưa mở nắp lens nữa. Đấy, đó, bạn chụp full như vậy nè. Đó, full hoàn toàn cái màu trắng vậy luôn. Không cần lấy nét đâu nha bạn. Các bạn không cần phải lấy nét nha. Các bạn có thể chuyển sang MF cũng được, để nó không cần phải focus nét đâu. Tại đôi khi gần quá nó sẽ không lấy nét được. Các bạn chỉ cần chụp là được rồi. Đó, chụp. À, mình đang để cái phơi 20 giây để mình giảm cái tốc độ xuống lại chứ. Phơi quá kiểu này thì chụp khi nào xong. Đấy, à, các bạn cứ chụp nó được. Đó, đó, sau khi chụp xong thì các bạn sẽ có một cái màu trắng y chang như thế này luôn. Thì bạn tắt hết đi info đi ha, cho nó trắng hết luôn, các bạn dễ kiểm tra. Rồi các bạn cũng sẽ zoom lớn lên, các bạn kiểm tra xem nó có vết ố nào không. Tại vì á, những cái vết mà điểm chết á, thì nó sẽ hiện ở trên nền tối hoặc là nền đen thì các bạn mới thấy được.
Còn những cái vết ố á, thì nó sẽ hiện trên nền sáng. Đặc biệt ở đây nền trắng là cái nền mà các bạn dễ thấy nhất. Thì các bạn cứ check thử ha. Nếu mà cái nào mà nó có vết ố nó hiện lên thì đó chính là vết ố của sensor. Đó, vết ố hoặc vết mốc. À, các bạn cần phải chắc chắn rằng cái len của bạn không bị mốc hoặc ố nha. Đó, cái len, một cái len bình thường là được rồi. Không cần phải chất lượng gì quá cao đâu. Không cần lấy nét gì luôn mà. Đó, các bạn sẽ kéo và các bạn zoom lớn là các bạn kiểm tra. Tại vì bất kỳ một cái vết ố nào thì nó sẽ hiện rõ lên trên cái nền màu trắng này thôi. Đó, cái vết ố sẽ hiện ra. Lưu ý là các bạn đừng có nên chụp quá cháy sáng, chụp vừa thôi. Nó sáng sáng lên tí được rồi thì nó sẽ hiện cái vết ố lên để các bạn kiểm tra ha. Mình sẽ để một số cái hình minh họa mà nó sẽ có vết ố để các bạn có thể dễ nhận biết hơn. Đó, đây là cái cách kiểm tra vết ố của sensor. Và đây là toàn bộ cái nội dung video ngày hôm nay. Thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là các bạn khi mua một cái thiết bị máy ảnh cũ, cho dù các bạn mua trong shop, mua cửa hàng hay là mua từ người thân, bạn bè hay từ người lạ gì cũng vậy, các bạn cần phải kiểm tra cho thật là kỹ, đặc biệt là phần sensor. Tại vì cho dù các bạn mua ở trong shop đi nữa, có bảo hành đi nữa thì chắc chắn rằng họ sẽ không bảo hành sensor cho bạn nha. Lưu ý, họ chỉ bảo hành tất cả các điều khoản còn lại, tuy nhiên sensor họ sẽ không bảo hành. Nên nếu mà những shop có tâm, họ sẽ nhắc bạn kiểm tra thật kỹ sensor để tránh cái việc khiếu nại trong cái quá trình mà các bạn cầm về các bạn sử dụng. Và đừng ngại mất lòng khi các bạn lựa chọn mua máy ảnh từ người quen, từ bạn bè, người thân và các bạn kiểm tra kỹ nó. Nếu các bạn không kiểm tra kỹ, các bạn trả tiền rồi các bạn lấy về các bạn sử dụng, nó phát sinh vấn đề thì lúc đó các bạn mới thật sự là mất lòng. Bạn mất lòng người kia và người kia họ sẽ mất uy tín đối với bạn. Hy vọng qua cái video chia sẻ ngắn này của mình thì sẽ giúp cho các bạn có được thêm một số kiến thức, một số kỹ năng để các bạn có thể check cái tình trạng khi các bạn quyết định mua những cái thiết bị máy ảnh cũ. Nếu các bạn có quan tâm tới cái việc là cái cách thức kiểm tra khi các bạn quyết định mua len cũ thì các bạn có thể comment bên dưới cái phần bình luận cho mình biết ha. Nếu mình cảm thấy các bạn có quan tâm nhiều thì mình sẽ tiếp tục làm cái video chia sẻ về cái vấn đề này. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình. Nhấn luôn cái nút chuông nhỏ nhỏ cái bên để nếu mình có ra những cái video thú vị tiếp theo thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ lần sau.